3, 2, 1 Mời quý vị hãy nhìn về sân khấu và chọn chàng pháo tay cho nữ nghệ sĩ Phương Huệ. Đây, người chị và người và phía Việt Nam rất là kính mến đó là nữ nghệ sĩ Phương Mai. Cảm ơn anh. Để trở lại cổ nhạc, có tân thì phải có cổ nhạc. Một bài hát này là nãy mới vừa vô là Hoàng Phúc đã nói rồi. Hoàng Phúc nói là Phương Mai 1001 bài, không có một bài thứ hai. Hồi lúc Mai 9 tuổi đã đi học cổ nhạc sáng tác của bác Bảy Diễn Châu, mang tựa đề là Hoa Trôi Dòng Nước Bạc. Ta đâu tha thiên
một đoạn tiếng giá rồi lấy hồn ta sẽ chấm dứt trên đầu cái mộng ta sẽ trở về dưới sông chim bao ta sẽ gặp được chồng ta mới và sẽ ta muốn nói là một điều là hôm nay mà còn cái hát tuyệt vời như thế này ta xin phép được cảm ơn người anh nhờ người anh này và tuyệt vời như vậy. Cảm ơn anh, cảm ơn con rất nhiều, cố gắng giữ y nguyên vậy nha.